Mass Mobile hân hạnh đồng hành cùng video này. Sửa chữa iPhone, điện thoại chuyên nghiệp giá rẻ, thời gian nhanh. Hãy đến Mass Mobile. Xin chào anh em đã quay trở lại với X-Studio. Và vẫn sẽ như thường lệ thì ngày hôm nay X-Studio sẽ gửi đến cho anh em những tin tức công nghệ đáng chú ý ngay sau đây. Đến với thông tin đầu tiên của ngày hôm nay, iPhone 9 Plus sẽ thay thế iPhone 11 trong tương lai gần. Cách đây không lâu, ông đồng Apple Michiko đã tiết lộ một thiết bị được gọi là iPhone 9 Plus hoặc là iPhone SE 2 Plus sẽ là sản phẩm pha trộn về mặt thiết kế giữa iPhone 7, 8 với các mẫu iPhone 11 series mới nhất hiện nay. Lý do khiến chuyên gia này tin tưởng về sự tồn tại của iPhone 9 Plus nằm ở việc là Apple đang lên kế hoạch cho một phiên bản iPhone mới với thiết kế màn hình LCD tràn viền nhưng loại bỏ hoàn toàn Face ID. Điều này sẽ giúp cho iPhone mới không còn tai thỏ, mà thay vào đó là một màn hình đục lỗ kiểu như là Galaxy S10 của Samsung, mang đến không gian trải nghiệm rộng rãi hơn cho người dùng. Tuy nhiên, để đảm bảo rằng người dùng iPhone vẫn có thể có được sự bảo mật tốt nhất, Apple được cho là còn tiếp tục cải tiến cảm biến vân tay Touch ID nhưng không phải là tích hợp vào màn hình, mà sẽ là vào nút nguồn bên hông của thiết bị. Với mức giá thì iPhone 9 Plus được cho là sẽ có giá là dưới $450, tức rẻ hơn cả iPhone XR. Cấu hình của sản phẩm sẽ bao gồm màn hình LCD 5,5 inch nhưng kích thước tổng thể sẽ chỉ ngang với iPhone X của năm 2017. iPhone 9 Plus vẫn sẽ có chip A14 Bionic và RAM 4GB. Có lẽ là thiết kế của chiếc iPhone 9 Plus sẽ là một điểm rất mới trong dải sản phẩm của Apple, dù đây chỉ là một thiết bị tầm trung. Và các thông tin còn cho thấy là thế hệ iPhone Pro của năm 2021 sẽ tiếp tục kế thừa và cải tiến lối thiết kế này nhưng vẫn sẽ có Face ID trong một dãnh tai thỏ nhỏ hơn trên màn hình. Thậm chí mẫu iPhone Pro Max cao cấp nhất của năm 2021 sẽ còn bỏ luôn cả cổng kết nối Lightning và thay hoàn toàn bằng sạc không dây. Bên cạnh iPhone 9 Plus thì trong tháng 3 tới Apple còn ra mắt iPhone 9 với mức giá từ $350. Tuy nhiên, do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus mà rất có thể táo khuyết sẽ chỉ bán hạn chế sản phẩm trong thời gian đầu. Chuyển sang thông tin thứ hai của ngày hôm nay, tiếp tục liên quan đến Apple, một thông tin rất đáng chú ý. Apple tung ra iOS 13.4 beta với một số thay đổi đáng chú ý. Mới đây, Apple đã phát hành phiên bản iOS 13.4 beta dành cho các người dùng đăng ký chương trình thử nghiệm của họ. Bản iOS mới mang đến một số tính năng mới bao gồm: thứ nhất, chia sẻ thư mục iCloud. Trên iOS 13.4, iCloud Drive được cập nhật thêm một tính năng mới mà các đối thủ như là Dropbox hay là Google Drive đã có từ thời kỳ sơ khai, đó là chia sẻ thư mục iCloud Folder Sharing. Đúng như tên gọi, tính năng này cho phép người dùng chia sẻ một thư mục với người khác, trong đó thì bao gồm cả việc là cấp quyền đọc và chỉnh sửa. Thứ hai là thành công cụ mới trong ứng dụng Mail. Vào thời điểm iOS 13 ra mắt, Apple đã chỉnh sửa thành công cụ của ứng dụng Mail với nút Reply, phản hồi và Delete, xóa, quá sát nhau, khiến cho nhiều người bấm nhầm vào nút xóa khi thực chất là họ muốn phản hồi email. Apple đã khắc phục điều này trên iOS 13.4 với một thành công cụ mới, tách biệt hai nút bấm trên. Thứ ba là Memoji Sticker mới. iOS 13.4 mang đến một số Memoji Sticker mới như là ngán ngẩm, tức tối, chắp tay hay thậm chí là cả đang dùng MacBook. Thứ tư là tính năng Car Key. Theo phát hiện của 9to5Mac thì iOS 13.4 mang đến một số đoạn code của tính năng Car Key cho phép sử dụng iPhone làm khóa xe dựa trên giao thức NFC. Người dùng có thể mở khóa cửa khi đưa iPhone gần xe. Đương nhiên là để hoạt động thì tính năng này cũng cần yêu cầu sự hỗ trợ từ các nhà sản xuất xe. Thứ năm là vô hiệu hóa Hey Siri khi úp điện thoại. Nhằm tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và tránh những phiền toái trong quá trình sử dụng, Siri trên iOS 13.4 thêm tùy chọn không lắng nghe cụm từ Hey Siri khi mà iPhone được úp mặt xuống hoặc là bị che lấp. Và hai sự đổi mới nhỏ cuối cùng là đã cho phép hiển thị biểu tượng bật tắt VPN mới trên thanh trạng thái và gắn nút bấm trên bàn phím iPad. Tức là trên iPad, người dùng nay có thể tùy chọn để gắn tính năng khác cho các phím như là Caps Lock, Control, Option, Command và Globe. Và một thông tin cuối cùng của ngày hôm nay đến từ một thương hiệu điện thoại của Việt Nam, Bphone 4 ấn định ra mắt vào tháng 3. Mới đây trên fanpage của Bphone, ông Nguyễn Tử Quảng xác nhận thời gian ra mắt điện thoại mới, động thái hiếm hoi của người đứng đầu BKV. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ông đã đề nghị người đọc lựa chọn một trong hai phương án, vẫn tổ chức sự kiện theo kế hoạch nhưng ở quy mô vừa phải hoặc chờ đến khi hết bệnh dịch. Hiện tại thì có đến 2/3 số người tham gia lựa chọn phương án ra mắt Bphone vào tháng 3. Một số khác cho rằng BKV có thể gửi thông cáo báo chí ra mắt sản phẩm thay vì làm lễ công bố như các năm. Trước đó thì ông CEO BKV cũng tiết lộ Bphone 4 sẽ giúp người dùng có thể chụp được những khoảnh khắc khó quan sát nhờ ứng dụng nhiếp ảnh điện toán. Thuật ngữ này chỉ khả năng xử lý thông minh những dữ liệu mà camera thu về được thay vì là cố trang bị cảm biến ống kính cho từng mục đích chụp ảnh như là macro, chân dung xóa phông. Bphone 4 được cho là sẽ có nhiều phiên bản với các mức giá khác nhau khi mà xuất hiện đầu năm tới. Hiện BKV đang phân phối Bphone 3 và Bphone 3 Pro với giá là 6,99 triệu và 9,99 triệu. Tuy nhiên, hãng này lại không công bố doanh số của các thế hệ Bphone. Và như vậy vừa rồi thì cũng là tất cả những thông tin mà X-Studio muốn gửi đến cho anh em trong ngày hôm nay. Anh em cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe để ủng hộ cho X-Studio.
Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.